Xin chào tất cả các em đang theo dõi chương trình học trên truyền hình do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nam phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam tổ chức thực hiện. Thầy xin tự giới thiệu, thầy tên là Phạm Văn Kiêm, giáo viên trường Trung học cơ sở Bồng Lam, thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em ôn tập chuyên đề số 1, đó là biến đổi biểu thức chứa căn bậc 2. Đây là cái chuyên đề rất là quan trọng trong chương trình đại số lớp 9 cũng như trong quá trình các em ôn thi vào lớp 10 trung học phổ thông. Ở trong cái chuyên đề này thì sẽ giúp các em thứ nhất ôn lại lý thuyết cơ bản về biến đổi biểu thức chứa căn bậc 2, và thứ hai thì sẽ giới thiệu với các em một số ví dụ điển hình và các phương pháp giải. Thứ ba thì sẽ hướng dẫn các em tự học ở nhà sau khi các em theo dõi trên truyền hình. Đầu tiên chúng ta ôn tập lại lý thuyết về căn bậc 2. Căn bậc 2 thì các em đã được học ở lớp 7. Tuy nhiên, lên lớp 9 các em được bổ sung thêm định nghĩa về căn bậc 2 số học. Với A không âm, x được gọi là căn bậc 2 số học của A khi và chỉ khi x không âm và x bình phương bằng A. Tiếp theo đó là về căn thức bậc 2 và hàng đẳng thức. Căn bậc 2 của A có nghĩa hay xác định khi A không âm. Hàng đẳng thức, căn bậc 2 của A bình phương bao giờ cũng bằng giá trị tuyệt đối của A. Giá trị tuyệt đối của A thì nhắc lại luôn là bằng A khi A không âm và bằng trừ A khi A âm. Tiếp theo đó là các phép biến đổi về căn bậc 2. Thứ nhất là quy tắc khai phương một tích. Căn bậc 2 của tích AB bằng căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của B với AB không âm. Ngược lại các em có quy tắc nhân các căn thức bậc 2. Căn bậc 2 của A nhân căn bậc 2 của B thì lại bằng căn bậc 2 của tích AB. Ở trong trường hợp đặc biệt các em rất hay gặp, đó là căn A nhân chính căn A thì sẽ bằng căn A bình phương và nó là bằng A. Tương tự như vậy các em có quy tắc khai phương một thương. Căn bậc 2 của A trên B bằng căn bậc 2 của A trên căn bậc 2 của B với A không âm và B dương. Ngược lại các em có quy tắc chia các căn thức bậc 2. Tiếp theo đó là về các phép biến đổi căn thức bậc 2. Các em còn nhớ những cái phép biến đổi căn bậc 2 nào không ạ? Đầu tiên đó là phép đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Căn bậc 2 của A bình phương nhân B bằng giá trị tuyệt đối của A nhân căn bậc 2 của B với B không âm. Và ngược lại các em sẽ có quy tắc đưa thừa số vào trong dấu căn. Với A và B không âm, A nhân căn bậc 2 của B bằng căn bậc 2 của A bình nhân B. Với A âm và B không âm, các em có A nhân căn B bằng trừ căn bậc 2 của A bình phương nhân B. Trường này A âm thì các em lưu ý là đưa thừa số A vào trong, các em để dấu trừ trước căn. Tiếp theo đó là cái phép khử mẫu biểu thức lấy căn. Căn bậc 2 của A trên B bằng căn bậc 2 của A nhân B trên giá trị tuyệt đối của B trong điều kiện tích AB không âm và B khác không. Cuối cùng là cái phép trục căn thức ở mẫu. Đây là một số công thức cơ bản để trục căn thức ở mẫu. Các em quan sát công thức đầu tiên, A trên căn bậc 2 của B. Đó. Các em trục căn thức bằng cách là nhân cả từ ở mẫu với căn B. Các em được là A căn B trên B. Đó. Mẫu không còn căn nữa, đây là trục căn thức ở mẫu. Tương tự công thức thứ hai, các em quan sát trên màn hình. C trên căn bậc 2 của A cộng B hoặc trừ B bằng C nhân căn bậc 2 của A trừ B hoặc cộng B tất cả trên A trừ B bình, điều kiện A không âm và A khác B bình. Các em lưu ý là biểu thức mẫu là căn A cộng B thì biểu thức liên hợp của nó cần phải nhân, đó là căn A trừ B, và ngược lại mẫu là căn A trừ B thì biểu thức liên hợp của nó là căn A cộng B. Tương tự công thức số 3, các em quan sát trên màn hình lúc này. Trên đây là toàn bộ lý thuyết cơ bản về các phép biến đổi căn thức bậc 2. Các em quan sát kỹ lại trên màn hình một lần nữa. Ở vận dụng các cái phép biến đổi và kiến thức về căn bậc 2 này, các em sẽ đi làm một số bài tập như sau. Ở cái dạng bài tập thứ nhất, đó là biến đổi các cái biểu thức chứa căn bậc 2 nhưng mà chưa chứa biến. Ở ví dụ số 1, thầy cho đó là tính giá trị biểu thức. Các em quan sát có 4 ý. Trao đổi ý thứ nhất,
Tính giá trị của thước A, em quan sát đề bài trên màn hình, thầy viết lại. Quan sát ở trong ngoặc, các em thấy đây là phép cộng và trừ các căn thức bậc 2. Và các căn thức này thì hiện nay là đang chưa đồng dạng với nhau. Đúng không? Ở dưới đây rất dễ dàng thấy là căn 27, căn 48 và căn 12 mình có thể đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Đúng không? Thế mình biến đổi luôn. Biểu thức A sẽ bằng 2 căn 3 nhân với căn 27, đưa thừa số ra các em được là 3 căn 3. 2 nhân căn 48 các em đưa thừa số ra nhân 2 luôn các em được 8 căn 3. Biểu thứ ba là căn bậc 2 của 12 các em đưa thừa số ra là 2 căn 3. Đó, đây là các căn thức đồng dạng. Đúng không? Các em giữ nguyên căn 3 và cộng phần hệ số các em được kết quả 9 căn 3. Thực hiện phép nhân căn 3 với căn 3 trước các em thu được kết quả A là bằng 54. Như vậy biểu thức A đã tính được là bằng 54. Rất đơn giản, tôi chỉ cần đưa thừa số ra dấu căn, đúng không ạ? Tiếp theo đó là ý B. Thầy viết lại đề bài cho em quan sát. Để tính giá trị của thước này thì theo các em ta làm như nào? Trước hết ta nhìn thấy là các cái căn thức bậc 2 này thì chưa thể cộng trừ ngay được, đúng không ạ? Tuy nhiên là các em nhìn kỹ vào từng biểu thức một. Thứ nhất là cái biểu thức căn bậc 2 của 1 trừ căn 3 bình phương có dạng là căn bậc 2 của a bình phương. Ở chỗ này ta nghĩ đến áp dụng cái hằng gấp căn bậc 2 của a bình phương bằng giá trị từ OA. Đồng ý không nào? Cái biểu thức cuối thầy quan sát thấy là có căn 1 phần 2, nó có dạng là căn A trên B với A bằng 1 và B bằng 2. Ở chỗ này thầy dự đoán là thầy sẽ áp dụng cái công thức đó là căn bậc 2 của A trên B thì bằng căn AB trên B. Ở riêng cái biểu thức thứ hai ở giữa này, các em thấy là có căn bậc 2 của 5 trừ 2 căn 6. Nó chưa thể làm gì được. Tuy nhiên thì các em quan sát thấy 5 trừ 2 căn 6 là mình có thể đưa về dạng A bình phương, đúng không ạ? Sau đó mình áp dụng cái hằng gấp là căn A bình phương. Có được không? Căn A bình phương đã bằng trị số OA rồi. Bây giờ các em sẽ phân tích 5 trừ 2 căn 6 này. Nó phải bằng bình phương của biểu thức, đúng không? Chỗ này có cái hệ số là trừ 2 đấy rồi. Thì chắc là mình sẽ phải sử dụng cái hằng đẳng thức bình phương của hiệu, đúng không? Cái hằng thức bình phương của hiệu thì thầy nhắc lại giúp em. Đó là A bình phương trừ 2B cộng B bình phương thì bao giờ cũng bằng A trừ B bình phương. Như vậy các em phải tách được 5 trừ 2 căn 6 trở về dạng là A bình trừ 2B cộng B bình. Vậy các em tách như thế nào? Các em cùng nhìn ở đây là có sự tương ứng trừ 2 với trừ 2 rồi, đúng không? Ở chỗ này thì A nhân B nó phải bằng căn 6, đúng không? Vậy thì A bình phương và B bình phương này phải có tổng đúng bằng 5. Đồng ý không nào? Đấy, như vậy thì các em thấy là nhận xét ngay là căn 6 thì có một số cái cách tách. Thứ nhất nó là căn 6 thì bằng căn 6 nhân 1. Đồng ý không? Và thứ hai là có thể tách là bằng căn 3 nhân căn 2. Các em kiểm tra cái căn 3 bình cộng căn 2 bình thì đúng bằng 5. Như vậy thì 5 trừ 2 căn 6 sẽ được tách thành căn 3 bình phương trừ 2 nhân căn 3 nhân căn 2 cộng với căn 2 bình phương. Áp dụng hằng thức các em thu được đó chính là bằng căn 3 trừ căn 2 bình phương. Đó. Với phân tích như trên thì cái biểu thức B thì sẽ viết như sau. Biểu thức thứ nhất, căn bậc 2 của 1 trừ căn 3 tức là bình phương. Đó. Theo hằng thức nó chính là bằng giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn 3. Biểu thức thứ hai thì viết dưới dạng là căn 3 trừ căn 2 tất cả bình phương. Biểu thức thứ ba thì áp dụng công thức căn bậc 2 của 1 phần 2 nó chính là bằng căn 2 trên 2. Đó. Bây giờ các em phá cái dấu bỏ cái dấu trị tuyệt đối này đi, đúng không ạ? 1 trừ căn 3. Các em thấy là 1 thì nhỏ hơn căn 3, đúng không ạ? Vậy thì 1 trừ căn 3 âm, giá trị tuyệt đối của 1 trừ căn 3 sẽ bằng căn 3 trừ 1. Áp dụng tiếp các hằng thức các em thu được là căn bậc 2 của căn 3 trừ căn 2 bình thì bằng giá trị đối của căn 3 trừ căn 2. Rút gọn 2 trong 2 các em thu được là bằng trừ căn 2. Ở đây các em chỉ cần bỏ dấu giá trị tuyệt đối này. Các em lưu ý là căn 3 lớn căn 2 rồi. Vậy giá trị đối bằng chính nó, đúng không? Nó chính là bằng căn 3 trừ căn 2. Đây các em lưu ý là cái dấu trừ trước ngoặc này. Để khi các em phá ngoặc ra, thì các em phải đổi dấu trừ căn 2 các em phải đổi thành cộng căn 2. Ở đây thu gọn các em thu được kết quả là B bằng trừ 1. Ở trên đây thì chúng ta thực hiện xong cái ý B, nó tính được B bằng trừ 1 rồi, đúng không? Thế trong cái bài này thì có một cái lưu ý, một số bạn thì mắc mắc cái sai lầm. Đó là các bạn hay cái biến đổi, đó là căn của 1 phần 3 bình phương
Các em hay viết rất là vội vàng, viết luôn nó bằng 1 chỉ cần 3. Đây là cái biến đổi hoàn toàn sai lầm, đúng không? 1 chỉ cần 3 rõ ràng là âm. Nếu mà các em lấy là căn của A bình phương bằng chính nó thì hoàn toàn là sai. Đây là các em lưu ý. Với cái biểu thức mà có dạng mà căn bậc 2 của A bình phương, bao giờ các em phải nhớ là đưa về giá trị tuyệt đối của A trước, đúng không? Sau tùy vào dấu của A ta sẽ bỏ dấu trị giá trị tuyệt đối cho nó phù hợp. Và tiếp theo là sang lý C. Các em quan sát lý C thấy viết lại đề bài như sau. Biểu C là tổng của hai cái phân thức, đồng ý không ạ? Ở đây nhiều bạn sẽ nghĩ đến, người ta có thể đi quy đồng, hoặc có bạn nghĩ đến là trực căn thức ở mẫu, đúng không ạ? Nhưng mà thầy lưu ý các em như sau. Ở trước khi các em quy đồng hay là các em trực căn thức ở mẫu thì bao giờ các em phải nhìn xem là các biểu thức thành phần này có thể rút gọn được không. Các em nhìn đây, là biểu thức thứ nhất là trừ 1 trên căn 3 cộng 2, rõ ràng là không rút gọn được rồi, đúng không ạ? Cái biểu thức thứ hai các em nhìn này, 3 trừ căn 3 ở trên 1 trừ căn 3. Đó, cái tử này thì thầy nghĩ là chỗ này 3 thì có thể phân tích được là căn 3 bình, đúng không? Vậy mình sẽ đặt được cái trừ căn 3 ra thì sẽ rút gọn được cho mẫu là 1 trừ căn 3. Với phân tích như trên thì sẽ trình bày ý C như sau. Với biểu thức thứ nhất thì các em quan sát là thầy trực căn thức ở mẫu. Biểu thức liên hợp của căn 3 cộng 2 thì nhân với nó, đó là căn 3 trừ 2. Ở dưới mẫu là căn 3 bình là 3 trừ 2 bình phương là 4. Ở 3 trừ 4 là bằng âm 1, với âm 1 trên tử thì rút gọn là còn căn 3 trừ 2. Đấy là biểu thức thứ nhất. Biểu thức thứ hai, thấy đặt nhân tử chung trên tử là trừ căn 3 thì bên trong sẽ còn lại là 1 trừ căn 3. Đây cần rút gọn ngay 1 trừ căn 3 cho 1 trừ căn 3 thôi, đúng không? Vậy thì nó sẽ bằng là trừ căn 3. Đây thu gọn ngay C bằng trừ 2, đồng ý không? Đấy, cái bài này thì một số bạn đã có thể nghĩ đến là quy đồng hay trục căn thức ở mẫu ngay. Thì bài này nếu các em làm như vậy thì nó sẽ có cái phần phức tạp hơn rất là nhiều. Đấy. Thì qua cái C này thì lưu ý với các em như sau. Trước khi các em quy đồng hay là trục căn thức ở mẫu thì các em phải rút gọn cái biểu thức thành phần nếu mà các em có thể làm được. Đồng ý không? Sau đây chúng ta tiếp tục sang ý D. Mời các em quan sát cái đề bài thì viết lại. Nhìn vào biểu thức đây thì theo các em ta sẽ rút gọn hay là tính giá trị biểu thức này như thế nào. Đấy. Để các em quan sát thấy là có biểu thức đầu tiên là 2 trên 2 trừ căn 3. Chỗ này thì nghĩa là sẽ sử dụng cái phép biến đổi đó là trục căn thức ở mẫu, đúng không? Nó không chỉ rút gọn được rồi, tử mỗi số 2 thôi, ở mẫu là 2 trừ căn 3 cơ, đúng không? Đấy, còn cái biểu thức thứ hai thì có căn bậc 2 của 4 trừ 2 căn 3. Chỗ này thì chúng ta sẽ phải nghĩ đến là đưa về cái hằng thức, đúng không? Đưa về hằng thức chỗ này các em có thể phân tích được, đúng không ạ? Đó chính là căn 3 trừ 1 bình, đồng ý không ạ? Biểu thức thứ ba thì chúng ta sẽ khử mẫu biểu thức lấy căn thôi, đúng không ạ? Căn của 1/5 thì các em biết rồi. Nó giống như căn 1/2 của ý trên. Ở biểu thức thứ cuối cùng đó là căn bậc 2 của 20 thì mình sẽ đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Đó. Ở với cái phân tích như trên là trình bày biểu thức D sẽ bằng như sau. Các em quan sát trên màn hình, đây là lời giải của thầy. Đó, biểu thức thứ nhất thì nhân với biểu thức liên hợp của 2 trừ căn 3, nó chính là 2 cộng căn 3, dưới mẫu là 4 trừ 3. Rút gọn 2, chỗ này là 4 trừ căn dưới 3 là 1 rồi, đúng không? 2 nhân với 2 cộng căn 3 luôn là 4 cộng với 2 căn 3. Biểu thức thứ hai thì phân tích nó là hằng thức căn 3 trừ 1 bình. Đó là. Đó, theo hằng thức thì căn bậc 2 của A bình phương bằng trị đối của A. Giá trị đối của A thì viết luôn là trị đối của căn 3 trừ 1. Đó. Giá trị đối của căn 3 trừ 1 thì căn 3 lớn 1 rồi thì để nguyên đó là căn 3 trừ 1. Thế còn cái biểu thức thứ ba thì khử mẫu biểu thức lấy căn thì thu được bây giờ căn 5 trên 5. Căn bậc 2 của 20 đưa thừa số ra ngoài dấu căn thì các em được là 2 căn 5. Đây các em rút gọn trừ 2 căn 5 với 2 căn 5. Đúng không ạ? Này các em sẽ tiếp tục nhân phá ngoặc các em được là trừ 2 căn 3, cái này trừ 2 nhân trừ 1 bằng dương 2. Thu gọn trừ 2 căn 3 với lại 2 căn 3 thu được D bằng 6. Nếu vậy ta thực hiện xong là cái nội dung của ý D, tính giá trị của thức D thì D bằng 6 rồi, đúng không? Thì quan sát lại cách làm của ý D, các em thấy là chúng ta đã sử dụng rất nhiều các phép biến đổi căn bậc 2, đúng không? Có trục căn thức ở mẫu này, có hằng đẳng thức này, đúng không? Khử mẫu biểu thức lấy căn này, đúng không? Và có đưa thừa số ra ngoài dấu căn này, đúng không? Tiếp qua cái ví dụ 1 này, thì các em quan sát thấy chúng ta đã sử dụng có thể là một phép biến đổi căn bậc 2, đúng không? Có thể sử dụng hai phép biến đổi hoặc có thể sử dụng rất nhiều các phép biến đổi căn thức bậc 2 với nhau, đúng không ạ? Sau đó thì
Qua đó thì các em cần phải lưu ý để làm tốt cái dạng toán này. Thì các em cần phải, thứ nhất là các em phải nắm chắc toàn bộ lý thuyết về các phép biến đổi căn bậc hai này, đúng không? Và cái lưu ý thứ hai ở đây đó là các em phải quan sát thật kỹ các cái biểu thức đó, xem là ta sẽ lựa chọn cái phép biến đổi nào cho nó phù hợp đó. Và đôi khi nó có thể tinh ý là rút gọn nhanh biểu thức thành phần, bài toán nó trở nên đơn giản vô cùng, đúng không? Và sau đây chúng ta sẽ tiếp tục sang cái ví dụ số 2. Ví dụ số 2 đây chính là cái bài toán về rút gọn ở biểu thức chứa chứa biến, đúng không ạ? Và kèm theo các cái bài toán, các cái dạng toán liên quan. Sau khi đã giúp bạn rồi, với các em đọc kỹ cái đề bài của ví dụ số 2. Cho biểu thức P là bằng 3 căn x cộng 6 trên x trừ 4 trừ căn x trên 2 trừ căn x. Ý thứ nhất là tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P. Ý thứ hai, tính giá trị của P với x bằng 9. Ý thứ ba, tìm giá trị của x để P bằng trừ 7 phần 3. Và ý đây, tìm giá trị của x để P nhỏ hơn 0. Trước hết là ta sẽ thực hiện ý A, tìm điều kiện xác định và rút gọn biểu thức P. Các em nhớ là điều kiện xác định của biểu thức thì bao giờ cũng có hai cái điều kiện này. Ở đây các em thấy là có căn bậc 2 của x, đúng không ạ? Thì rõ ràng là căn thức bậc 2 mà xác định, đúng không ạ? Thì cái biểu thức trong căn phải không không đó. Và thứ hai là các mẫu này, tất cả các mẫu này phải khác không. Như vậy là biểu thức P này xác định khi đó, x phải không âm, và cái mẫu thứ nhất là x trừ 4 khác không, mẫu thứ hai là 2 trừ căn x cũng phải khác không. Giải các điều kiện này, điều kiện thứ nhất thầy giữ nguyên x lớn bằng không, điều kiện thứ hai là x trừ 4 khác không, thầy giải ra được x khác 4. Điều kiện thứ ba, 2 trừ căn x khác không thì giải ra ta thu được x khác 4. Kết hợp cái điều kiện này các em thu được là x lớn bằng không và x khác 4. Vậy thì điều kiện xác định của biểu thức P chính là x lớn bằng 0 và x khác 4. Và tiếp theo là đến ý thứ hai, rút gọn biểu thức P thì viết lại cái đề bài P bằng 3 căn x cộng 6 trên x trừ 4 trừ căn x trên 2 trừ căn x. Làm thế nào để rút gọn được biểu thức P? Theo thầy thì thứ nhất muốn rút gọn biểu thức P này, thầy sẽ xét xem các cái biểu thức thành phần trong cái biểu thức P này liệu có thể rút gọn được không. Nếu rút gọn được thì ta rút gọn trước. Các em quan sát cái biểu thức thứ hai là căn x trên 2 trừ căn x này, rõ ràng là không thể rút gọn được. Để tạm thời các em để đấy đã, đúng không ạ? Nhìn vào cái biểu thức thứ nhất, tử là 3 căn x cộng 6. Các em có thể đặt nhân tử chung là chỗ này ta nhẩm là 3 ra, đúng không ạ? Thì bên trong sẽ còn lại là căn x cộng 2. Biểu thức ở dưới mẫu là x trừ 4. X trừ 4 thì các em có thể phân tích thành căn x bình phương trừ đi 2 bình phương. Đồng ý nào? X chỉ viết thành căn x bình, 4 các em viết thành 2 bình. Đấy, đây các em tiếp tục áp dụng cái hàm thức số 3. Các em sẽ có căn x cộng 2 nhân với căn x trừ 2. Như vậy biểu thức P, biểu thức thứ nhất các em thu được 3 căn x cộng 6 trên x trừ 4 là bằng 3 nhân căn x cộng 2 trên căn x cộng 2 nhân căn x trừ 2. Đấy, các em thấy là cái phân thức thứ hai này, các em nhìn thấy là không rút gọn được, đúng không? Nhưng mà các em để ý cái mẫu là 2 trừ vi căn x so với lại căn x trừ 2 rõ ràng là đối nhau rồi, đúng không? Đấy, mình sẽ có thêm cái thao tác nhỏ, mình sẽ đổi dấu cái phân tức thứ hai này. Đó, trừ cái biến này cộng, đúng không? 2 trừ căn x các em đổi lại thành căn x trừ 2. Đấy, tiếp tục các em quan sát thấy nhanh đúng không? Căn x cộng 2 rút gọn là căn x cộng 2 là hết rồi. Đó, như vậy biểu thức P sẽ bằng 3 chia cho căn x cộng 2, căn x trừ 2, đúng không? Cộng với căn x trên căn x trừ 2. Đây các em cộng các cái tử với nhau vì các phân tích này cùng mẫu rồi. Các em thu được là căn x cộng 3 trên căn x trừ 2. Như vậy ta đã thực hiện xong được ý A. Và kết quả biểu thức A là điều kiện xác định của biểu thức P và biểu thức rút gọn của P bằng này, đúng không? Cái hai cái kết quả này thì các em lưu ý là sẽ được sử dụng cho những cái ý còn lại. Và cụ thể là ý B, nó tính giá trị của biểu thức P khi x bằng 9. Với cái bài toán mà tính giá trị của biểu thức tại một cái giá trị phổ biến
Đấy, lưu ý các em là cách làm như sau. Thứ nhất là các em phải kiểm tra cái đối chiếu cái giá trị của biến này so với điều kiện xác định của biểu thức xem có thỏa mãn hay không. Và nếu thỏa mãn thì ta thay vào biểu thức rút gọn mà ta tính, còn nếu không thì ta loại luôn. Đấy, các em đối chiếu luôn x bằng 9 so với lại x lớn bằng 0 và x khác 4 đã thỏa mãn điều kiện rồi, đồng ý không nào? Do đó bây giờ các em chỉ cần thay giá trị x bằng 9 vào biểu thức rút gọn, các em có kết quả P chính bằng căn 9 cộng 3 trên căn 9 trừ 2. Và giá trị biểu thức này ngay lập tức bằng 6. À, như vậy thì với cái dạng bài toán như vậy là các em đã có là ta sẽ tính được giá trị của biểu thức tại một cái giá trị của biến mà thỏa mãn điều kiện xác định, đúng không ạ? Thế ngược lại, nếu như mà cho trước giá trị của cái biểu thức này thì các em có thể đi tìm được giá trị của biến, đúng không? Đó chính là nội dung của ý C. Tìm giá trị của x để giá trị biểu thức P bằng trừ 7 phần 3. Rõ ràng là biểu thức P bằng trừ 7 phần 3 là các em ngay lập tức em cho cái biểu thức rút gọn bằng trừ 7 phần 3. Căn x cộng 3 trên căn x trừ 2 bằng trừ 7 phần 3. Ở đây chính là một cái phương trình mà trong cái điều kiện x lớn bằng 0, x khác 4 rồi. Và các em nghĩ đến luôn, đó là quy đồng khử mẫu. Ở đôi khi có bạn nghĩ là tích chéo, hoàn toàn hợp lý, đúng không? Như vậy là cái phương trình này tương đương với 3 các em nhân với căn x cộng 3 và trừ 7 các em nhân với căn x trừ 2. Đến đây các em tiếp tục nhân phá ngoặc. Đó, 3 căn x cộng với 9 trừ 7 căn x cộng 14. Chuyển vế đổi dấu và thu gọn, các em thu được 10 trên căn x bằng 5. Ở đây các em sẽ có căn x chính bằng 1 phần 2. Do đó x sẽ bằng 1 phần 2 bình phương và x bằng 1 phần 4. Khi các em tìm được giá trị của x rồi thì luôn nhớ là ta thường phải bắt buộc phải đối chiếu với điều kiện xác định. Các em kiểm tra được x bằng 1 phần 4 thì thỏa mãn điều kiện xác định rồi, đúng không? Vậy giá trị của x cần tìm chính là bằng 1 phần 4. Đấy, có những bài mà giá trị của biến x này sau khi các em tìm ra rồi nó không thỏa mãn điều kiện xác định thì các em phải loại luôn. Tiếp theo là ý D. Các em quan sát đề bài. Tìm giá trị của x để biểu thức P nhỏ hơn 0. Ngay lập tức các em cho biểu thức rút gọn của P nhỏ hơn 0. Căn x cộng 3 trên căn x trừ 2 nhỏ hơn 0. Với cái bài này thì theo các em chúng ta sẽ làm thế nào? Thầy thấy là có một số bạn có cái cách giải quyết như sau. Các em quan sát trên màn hình. Đó. Đấy, chỗ này bạn nhân hai vế với căn x trừ 2, khử được mẫu đi, đúng không ạ? Đấy, chỗ này tương đương với lại căn x cộng 3 nhỏ 0. Căn x nhỏ trừ 3 vô lý. Vậy không có giá trị của x để P nhỏ 0. Có bạn nào đã từng làm thế này chưa? Lời giải này thì các em thấy sao ạ? Rõ ràng là sai rồi, đúng không ạ? Vậy nó sai ở chỗ nào? Các em cùng theo dõi trên màn hình. Ở trong cái bước của bạn khử mẫu này bằng cách là nhân cả hai vế với căn x trừ 2, đúng không ạ? Ở đây rõ ràng là một bất phương trình, đúng không ạ? Các em nhớ lại, đối với bất phương trình, khi các em nhân cả hai vế với một số dương thì ta giữ nguyên chiều của bất phương trình. Và ngược lại, nếu các em nhân với số âm thì ta phải làm gì ạ? Đổi chiều của bất phương trình. Ở đây các em thấy là căn x trừ 2 là cái số mà bạn đem nhân này thì chưa biết là âm hay dương. Đã biết âm hay dương nhỉ? Chưa hề biết, đúng không ạ? Vậy mà bạn giữ nguyên chiều của bất phương trình thì chắc chắn đây là biến đổi hoàn toàn sai lầm. Vậy ta không được làm gì hay, đúng không? Thế thì với cái bài này các em sẽ làm như nào? Các em nhìn cái biểu thức căn x cộng 3 trên căn x trừ 2 có dạng một phân thức. Đó. Ta cần giá trị phân thức này nhỏ hơn 0. Các em nhớ lại, đúng không ạ? Giá trị phân thức là nhỏ hơn 0 khi nào? Rõ ràng là khi tử và mẫu phải trái dấu nhau, đúng không ạ? Tử dương thì mẫu âm, và tử âm thì mẫu dương, đúng không ạ? Ở trong trường hợp giá trị của phân thức mà dương thì tử và mẫu là cùng dấu,
đúng không ạ? Cùng dương hoặc là cùng âm. Đó, tử và mẫu cùng dương hoặc là tử và mẫu cùng âm. Thế bài này ta cần giá trị của phân thức căn lết cộng 3 trên căn lết trừ 2 là số âm, đúng không ạ? Thế thì các em để ý thêm, tử là căn lết cộng 3 chắc chắn là số dương rồi, đúng không ạ? Căn lết không âm, đúng không ạ? Cộng 3 chắc chắn là số dương. Như vậy để giá trị phân thức này là số âm thì rõ ràng tử mẫu trái dấu thì căn lết trừ 2 phải là số âm, đúng không ạ? Như vậy nó rơi vào trường hợp là tử dương và mẫu âm. Với phân tích như trên thì các em chỉ cần trình bày như sau. Một phương trình này tương đương với mẫu là căn x trừ 2 nhỏ hơn 0, bởi vì tử là căn x cộng 3 dương rồi, đúng không? Thì giải bớt phương trình này quá dễ, các em chuyển cái số trừ 2 sang với phải thu được căn x nhỏ hơn 2. Đó, dẫn đến x nhỏ hơn 2 bình phương, x nhỏ hơn 4. Ở đến đây các em lại phải đối chiếu với điều kiện xác định của bài. Các em thu được x lớn bằng 0 và x nhỏ hơn 4 thì P sẽ nhỏ hơn 0. Như vậy trong cái dạng bài toán về giải bất phương trình mà có dạng phân thức, vế trái là phân thức, vế phải đó là bằng 0, đúng không ạ? Thì các em lưu ý như này, đó là với bất phương trình dạng phân thức này thì các em tuyệt đối không khử mẫu chung của hai vế khi mà các em chưa biết dấu của chúng. Đó, thế thì em phải đưa về cái dạng nó là gì ạ? Thứ nhất, nếu như a trên b mà nhỏ hơn 0 thì ta đánh giá a trên b nhỏ hơn 0 thì rõ ràng là tử và mẫu ab phải trái dấu. Nó sẽ có hai trường hợp là a dương b âm, và trường hợp thứ hai là a âm b dương. Và tương tự như vậy là cái trường hợp thứ hai, nếu a trên b mà là số dương, đúng không ạ, thì ab cùng dấu a dương b dương và hoặc là a âm b âm. Và trong những cái trường hợp mà ta xác định dấu được tử hoặc mẫu rồi thì các em chỉ cần giải một trường hợp, ví dụ như bài trên các em xác định được a trên b âm khi tử dương rồi, chỉ cần cho trường hợp là mẫu âm. Đến đây có bạn thì bảo là nếu như mà vế bên phải là một số khác không thì sao? Những cái biểu thức mà có dạng a trên b nhỏ hơn hoặc lớn hơn một cái số khác không thì ta sẽ làm như thế nào? Đây là một cái câu hỏi, cũng là một cái bài toán mà rất hay gặp trong các đề thi. Thầy cho thêm một cái ý, đó là ý e. Các em quan sát này, tìm giá trị của x sao cho biểu thức p này lớn hơn 1/2. Rõ ràng biểu thức p lớn 1/2 thì các em sẽ cho biểu thức rút gọn là căn x cộng 3 trên căn x trừ 2 lớn hơn 1/2. Theo các em thì với cái bài này thì sẽ làm như thế nào? Có bạn thì đã thấy ngay, đúng không ạ? Chỗ này các em chỉ cần chuyển vế đổi dấu thì các em sẽ được cái bất phương trình giống như cái dạng mà ta đã làm, đúng không? Các em được là căn x cộng 3 trên căn x trừ 2 trừ 1/2 lớn 0. Đến đây thì các em có thể nghĩ đến là rút gọn cái vế bên trái, đúng không ạ? Và ta sẽ đưa về cái dạng là a trên b là số dương. Đến đây thì các em có thể hoàn toàn làm được rồi. Thầy sẽ giao cái bài này coi như một cái bài tập về nhà, các em sẽ thực hiện, đúng không ạ? Về cái nội dung của các cái bài toán mà sau khi mà chúng ta rút gọn được biểu thức rồi, đúng không ạ, thì nó rất là phong phú. Thầy thấy có một cái dạng bài toán mà rất hay gặp trong các cái đề thi, đó là tìm các giá trị nguyên của x để biểu thức nhận giá trị nguyên. Ví dụ thầy cho thêm ý f như sau, các em đọc là tìm giá trị nguyên của x để biểu thức p này nhận giá trị nó là số nguyên. Đấy, rõ ràng là biểu thức p của mình nó chính là bằng căn x cộng 3 trên căn x trừ 2 rồi, đúng không? Thì đến đây các em thấy là cả tử và mẫu đều có cái biến, đúng không? Đều có căn x này. Thì chỗ này các em nghĩ về nó phải tách cái phần nguyên thôi, đúng không? Tách phần nguyên như nào thì các em nhìn là mẫu là căn x trừ 2, cái tử các em muốn rút gọn được cho căn x trừ 2 thì các em phải tách được, các em thêm căn x các em trừ đi 2 để rút gọn cho cái mẫu này, đúng không? Và các em cộng thêm 2 để giá trị của cái biểu thức này không đổi. Như vậy thầy sẽ tách như sau, căn x trừ 2 cộng với 2 cộng 3 nó trên tử, đúng không? Mẫu là căn x trừ 2. Các em rút gọn em sẽ tách được là bằng 1 cộng với 5 trên căn x trừ 2. 1 là số nguyên rồi, để biểu thức p là nhận giá trị nguyên thì các em chỉ cần cho 5 trên căn x trừ 2 phải là số nguyên.
Đến đây các em để ý là x là một cái số nguyên, đúng không ạ? Vậy thì căn x này nó có thể là một cái số vô tỉ hoặc là một cái số nguyên. Ví dụ thầy thấy là x là bằng 3 thì rõ ràng căn x là số vô tỉ, đúng không? Ở x bằng 4 thì rõ ràng căn x bằng 2 là số nguyên. Bây giờ chọn cái trường hợp nào thì rõ ràng đến đây là các em thấy là căn x trừ 2 nó phải là số nguyên thôi, đúng không? Đấy, không thể là số vô tỉ được. Nó là số vô tỉ thì rõ ràng là 5 trên căn x trừ 2 không thể là số nguyên được. Vậy thì căn x trừ 2 là số nguyên rồi thì để 5 trên căn x trừ 2 là số nguyên thì căn x trừ 2 nó phải là ước của 5, đúng không ạ? Do đó là căn x trừ 2 nó thuộc ước của 5, gồm có những số là 1, trừ 1, 5 và trừ 5. Đấy, đây các em lần lượt cho cái giá trị của căn x trừ 2 này bằng 4 cái số này. Đấy. Thì khi đấy các em tìm được x và kết hợp với điều kiện thì các em có lời giải bài toán. Cái đây cũng coi như là một cái nhiệm vụ mà về nhà các em sẽ ở nhà các em thực hiện tiếp, đồng ý nào? Như vậy qua đây thầy đã giúp các em là làm cái ví dụ số 2, đó là rút gọn cái biểu thức, sau đó làm các cái bài toán liên quan, đúng không? Thế ở cái dạng này thì lưu ý các em là bao giờ khi làm đến các cái ý mà có liên quan đến giá trị của biểu thức thì các em phải tìm được điều kiện xác định của biểu thức. Ở trong cái đề bài mà chưa có thì các em bắt buộc là phải tìm. Nếu người ta không hỏi các em vẫn phải tìm, đồng ý không? Sau khi mà các em tìm được cái giá trị của x khi ta giải một loạt phương trình hay bất phương trình rồi thì các em phải đối chiếu với điều kiện xem có thỏa mãn hay không rồi ta mới kết luận. Với cái thời lượng của chương trình rất là ngắn thì giúp các em là ôn lại một số những dạng bài toán cơ bản như vậy. Thì sau đây thì sẽ giới thiệu các em một số bài toán tương tự để các em sẽ luyện để nâng cao kết quả học tập của mình. Mời các em quan sát trên cái màn hình. Có hai cái bài tập. Bài tập thứ nhất đó là rút gọn biểu thức. Có 4 ý, 1, 2, 3, 4, các em đọc trên màn hình. Bài tập thứ hai tương tự như ví dụ số 2, đúng không? Rút gọn biểu thức C. Các em thấy ngay là không yêu cầu xác điều kiện xác định là gì cả, đúng không? Thì các em nghĩ vẫn phải tìm và biết mà. Thứ hai đó là các cái bài toán liên quan. Để cho cái việc học của em nó thuận lợi hơn một chút nữa thì thầy cho thêm cái biểu thức C có kết quả rút gọn là 3 căn x trên căn x cộng 1 rồi. Các em làm xong các em để đối chiếu. Đấy, các em lưu ý là cái nội dung bài giảng cũng như là các cái bài tập tự luyện này, các bạn nào không chép kịp thì các em cũng không cần phải lo lắng lắm, đúng không? Không cần phải lo lắng gì cả, thì các em sẽ được nhận thông qua cái email mà nhà trường các thầy cô sẽ gửi về các em. Đấy, buổi học của chúng ta hôm nay đến đây là kết thúc. Hẹn gặp lại các em vào những cái bài giảng tiếp theo. Chào các em.